cách tối ưu nội thất phòng bếp. Phòng bếp lúc trước xây tường mìn rất chật chội và kém sang. Đập bỏ tường hiện hữu để rộng tầm nhìn, sử dụng kệ và quầy bar thay thế. Sử dụng cửa lùa thông minh kết hợp vừa làm cửa tủ vừa làm cửa chính.